Hai cho tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm món cá nướng nha mọi người. Đây là cá lóc và lúc đầu mình nướng chui nó thôi. Giờ đã chín rồi nè mọi người.
Trong khi mà nãy giờ mình chờ đợi á thì trời chuẩn bị mưa tới luôn rồi, mưa lớn nữa. Thôi mình tranh thủ mình cho mọi người ăn, cho mọi người xem một xíu rồi mình ngưng nha. Nhạt ối quá. Rồi tao mưa tới luôn. Đây là mọi người dần thật luôn mọi người. Nấu món mình phải gấp thôi. Đây là mọi người, chín rồi nè. Mời mọi người cùng thưởng thức cá với mình nha. Nó chín hẳn rồi đó. Để đi ăn trong mưa luôn cho nó ấm. Mời mọi người nha. Ăn kiểu này giống như là mình mình nướng cho đồng ăn tới đó mọi người, ngon lắm. Nó mưa hơi cực thôi. Mời mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip mình nha. Dành về tất cả mọi người.